chào tất cả các bạn. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái tủ lạnh của anh em thực tập sinh Nhật Bản nó như thế nào, nó chứa cái gì trong đây, thực phẩm và những cái đồ ăn gì. Ok, thì bây giờ mình sẽ để cái camera ở đây thì mình sẽ mở ra luôn thì xem trong này nó chứa những thức ăn gì. Đây là tủ lạnh mình như bao ngày thường khác bình thường đó. Thì đây mình chúng ta sẽ khám phá lần lượt từ trên xuống dưới. Mình sẽ để đây để nó quay nó rõ hơn. Thì đây là có đây, cái này là kim chi bạn, kim chi Nhật Bản. Đây là cái hộp to, hộp to cái này thì khoảng 60.000 thì được một cái hộp này, khoảng 300 yên, gần 300 yên. Đây là cái hộp nhỏ ở đây đó. Thì đây khoai lang, và sẽ nói hết cả giá cả. Đây khoai lang có 2 củ khoai, để ra xa một chút sẽ nói hết tất cả những cái gì thực phẩm ở đây xem nó chứa gì. Đây là khoai lang, là cái này là khoảng cả thuế là 160, khoảng 35.000 được hai củ khoai lang. Khoai này ăn rất là ngon, khoai này thì mọi người thường luộc ở trên. Khoai lang đây, tiếp theo cái bột canh của Hawan. Bột canh này là mấy đồng chí là người nhà gửi sang ở đây. Ở Nhật thì không có ấy các bạn, là người ta không có bán bột canh đâu, người ta chỉ bán bột chính, bán muối thôi, bán bột ngọt muối. Bột canh này thì ở cái cửa hàng người Việt thì nhưng mà xa thiết ở tận Tokyo mới có cơ. Bột canh này thì mua định đắt lắm, mỗi gói này phải tầm 40-50 ngàn, khoảng đó 200-300 yên, rất là đắt. Đây là cái là chanh, cốt nước chanh này. Nước chanh này thì ở Nhật thì không, mình chanh ít lắm. Thì bà người ta bán đắt những cái quả ấy, thì anh em mua những cái nước chanh mà nó có cốt lại. Nó kiểu như là cái nó vắt thành chanh ấy, nó cốt lại cái nước chanh đó, mình ăn chua. Đấy. Là tỏi ạ. Tỏi đây. Tỏi cũng đây một củ, hai củ cũng cực đắt. Hai củ phải mỗi củ tầm 2-3 củ tầm 200 yên, khoảng tầm 30.000. Được có 2-3 củ đâu, rất là đắt. Cái này là rẻ này, cái này là giá đỗ các bạn, giá đỗ chừng này chỉ là chừng này chỉ tầm 20 yên, khoảng 5.000 tiền Việt thôi. Nó được nhiều như này, nó đổ ra được khoảng một cái bát to luôn đấy. Anh em đi chợ bao giờ cũng không thể quên được cái này, này rất là rẻ, ăn rất nhiều. Đó, thì quả cà chua. Cà chua này là đây này, cà chua là rẻ đấy, loại này 200 yên được 40 ngàn được chừng này. Cái này là rẻ. Không có hôm nó rẻ, có hôm đắt. Mình đây nó giá mình xuống. Cái này là cái bìa đậu. Mình mở ra nó kêu một chút này, sau. Đây cái bìa đậu cũng cực rẻ luôn, này rất là ngon, bìa đậu ăn sống luôn, mình ăn sống ăn luôn đấy. Đấy cái bìa đậu này là 30 đồng, khoảng tầm 5 đến 6 ngàn một ký này. Một cái bìa như này ăn cũng rất là ngon, rất là ngon. Ăn nó không có kiểu nó khác Việt Nam lắm, mình ăn nó hẳn ăn sống luôn và mình rán chín đây cũng được đấy. Cái này là cái lá khô của một đồng chí, cái lá chua mình không biết được đấy, đồng chí ở trong miền Nam ở Việt Nam ấy, cái gì Bình Định gì đó mà mang sang vẫn chưa dùng hết 2-3 năm rồi, vẫn chưa dùng hết vẫn đã đây. Canh chua, nấu canh chua thì ăn cho vào. Mình khám phá cái gì đây. Đây là những trứng này. Trứng nói chung loại này cũng khá là rẻ. Trứng rẻ mình nghĩ là gần ngang như Việt Nam luôn. Nó tầm 3-40 ngàn, khoảng 30 ngàn. Mình tính mình quyết tiền Việt ấy, khoảng 30 ngàn một người 10 quả. Nó tùy từng loại, các loại đắt hơn là rẻ hơn khoảng chừng đó thôi. Là rẻ lắm. À, chúng ta còn cái gì? À đây, cái hành này là chục này là 30.000 á, 28-30 ngàn đấy. Thì hành, cái củ hành ấy để xào thì rất là ngon nhưng mà nó lại ít. Đấy. Có cái tiêu này là của Việt Nam, nó có cái xay này. Đây bạn, nó xay như này, nó có cái lỗ xay này luôn. Tiêu này là xuất khẩu từ Việt Nam, một cái lọ này hơn hai tầm 50.000 một cái lọ này, một cái lọ tiêu này đó. Mình thấy rất hay là nó có những cái vặn này, nó vặn này là tiêu nó ra đây luôn, nó không phải đập, không phải mình không có cái xay luôn ấy. Nó cái này đựng là nó mình xay xuống cái đồ ăn, xuống cái nước chấm luôn đó. Cái này nó rất là hay. Nhiều mà nhiều senpai những người đi về vừa rồi về
nên nó kêu là người ta sẽ mình đóng vào xong mở ra. Đây. Ta mua về mua 3-4 lọ này mang về, nhưng mục đích chính là để lấy cái này thôi, cái bản này. Đấy, nó xay ra luôn, nó xay nhỏ ra luôn, chứ về mình để mua tiêu mình bỏ vào. Đấy, rất là hay cái bình nhựa này. Cái này nó cực kỳ sáng tạo, mà cái này là nó nhập khẩu từ Việt Nam sang. Đấy, mình biết là giá tiêu Việt Nam bây giờ là bao nhiêu, nhưng ở đây người ta bán nó đắt như vậy. Đấy, đây. Cái nước mắm Thái này, cái này là cái nước tương này, tương cái nước mắm này, mắm anh em mọi người ăn. Đấy, cái này là trước mình như cái loại này không phải sao, mình có một cái loại mà nước mắm của Việt Nam ấy, ở Việt Nam mà cũng sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu lên nhiều lắm các bạn, kiểu như là cái bánh kẹo Kinh Đô những thứ khác này nó cũng xuất khẩu lên nhiều lắm. Còn đây bí chừng này, cái này là rẻ. Thường cái này rẻ, có hôm rẻ hôm đắt, nhưng chừng này như này là rẻ. Ok, cái này là khoảng 22.000 Việt Nam chừng này. Cái này là cái bí này. Đó, chừng này bí rất là ngon, bí bở ngon lắm. Đây, cà rốt đây, 30.000 được chừng này. Cà rốt, và cà rốt này ăn ngon. Nói chung mình hay ăn cà rốt mình ăn gần như là ăn nhiều lắm. Này còn gì nhỉ? Gần như lần nào đi chợ mình cũng mua. Đây là tổng của anh em, và đây là những đồ mà anh em. Đây, cái bánh mì đây, bánh mì này thì này cũng tầm rẻ đâu mà. Bánh mì này là mấy nhỉ? Hơn trăm nghìn, khoảng 25.000, 30.000 được cái bịch như này mình ăn. Nhưng mà bánh này thì gần như là cái bánh rẻ nhất, mình là không không ngon lắm. Nhưng thì nó rẻ mình mua, nhiều lúc mình đói thì trong trường thì mình ăn thôi. Lúc khi về mình sẽ muộn á, khi nào có tăng ca thì mình ăn, chứ không bình thường. Mình tưởng mình ít ăn đến. Thì ngày xưa mình bán bánh mì mà ở Việt Nam mình đi bán bánh mì nhiều á, thì mình thấy là nó nói chung là nó làm cái này, nó làm là ấy, nó làm kiểu như là như nào nhỉ, nó làm kiểu như là công nghiệp ấy, nó không không ngon. Cái loại này không ngon, không 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 ngon lắm, vẫn ngon nhưng không ngon lắm. Nó không như cái loại mà nó bán có sữa hay là có cái nhân trong ấy. Nhưng mà cái loại đấy thì nó đắt. Và thực ra nếu mà mua bằng cái giá như này thì nó chỉ được một cái miếng này thôi, nhưng cái này được 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7 cái miếng to cơ, rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó không có nhân, không có gì cả, nó mỗi cái bánh mì không thì nó sẽ không ngon, nó sẽ ăn mì không, không có nhân, không có gì cả. Đó. Cái này là gừng mà gừng đó, chừng này là 32, gần 30.000 là chừng này mấy củ gừng này. Đó, củ gừng đóng đá gừng nó ngon, chừng thích ăn gừng đó. Đây là giờ sẽ khám phá xuống kia để có những cái nước ngọt. Nước ở Nhật thì mình ít ăn đấy, ít ăn hoa quả thì ít, nên là anh em mình toàn mua cái nước này, nước sữa như này, có nước cam, nước gì người ta nước mà đến mùa như mùa vải ấy, nước cam, nước xoài, nước ấy là người ta có hết. Người ta làm đa số là chai như này, chai siêu thị đó, những cái chai nhựa như này thì người ta bán là combi hoặc những cái cây thôi, chứ bình thường siêu thị người ta bán toàn những chai như này đấy. Cái ngăn dưới này có gì? Cá này khô hết rồi. Chừng này cá này nọ mình mua ở cái chợ xa rất là rẻ. Cái này đó 100 khoảng hơn 40.000 được chừng này, rất là nhẹ rẻ. Ở cái chợ cá, nhưng chợ cá thì nó xa, nó không gọi là gần nhà mình. Cá này là toàn cá biển hết, ở Nhật là gần như nó không, họ không ăn đấy đâu. Các bạn không ăn ở cái cá nước ngọt đâu. Cái nước ngọt mà kiểu như trong ao hồ hay là những cái suối người ta ăn toàn những cái cá mà ở biển thôi. Đấy. Cái loại này đây, cá này cũng rẻ này. Cái này là 3-4, 80.000 được này, cá biển luôn. Đó, nhưng mà đóng bóng đá như thế không? Nhưng mà có cái từ bán ngạch, cái từ này là cái từ chế hán này là cái từ giảm giá, đó là giảm 50%, giảm một nửa luôn. Đó, giảm một nửa thì nó còn 40.000 được này cá. Nhưng mua mình chưa ăn đến mà nó khô mất rồi. Đó. Nhiều quá. Có hành này là hành khô, và hành là thái khô này. Này, giá là cả nào. Cái này là nó khô. Cái hành này người ta thái, người ta kiểu đông đá mà nó vẫn là xanh, không hiểu sao. Nó đông đá và hạ dụng biết mấy tháng, cả năm luôn đấy. Tháng 7 năm 2020 năm mới hết hạn rồi. Người ta được hành khô bóc. Đấy, cái hành khô như này nè, xem.
hành, nhưng mà hành nó thái ra nó vẫn còn tươi, nhưng mà người ta để đóng đá, đóng đá luôn, đóng đá rất là nhiều. Những cái củ đậy ớt người ta cũng cho đóng đá này, ớt này là su hào này, cà chua này, mọi thứ thì nó cũng có bán tươi và cũng có loại bạn vào đóng đá. Ok, bắt đầu ra cái tủ đá thì mình sẽ phải hạ cái camera xuống một chút thì mình thấy đấy. Ừ, xuống cái ngăn dưới này là cái ngăn đá các bạn. Đây là cái ngăn đá này, cái ngăn đá này thì nó có đá dưới đây luôn, mình không phải như ở Việt Nam. Đây, cái ngăn đá này nó tự rơi xuống và trên này nó có một cái bình nước này. Đó, đây, nó có cái bình nước này là khi cho nước lên nó cứ rơi mà nó thành cái hộp đá to luôn, nó to như này. Đó, đó, mình thấy ở Việt Nam cái tủ lạnh nhà mình ấy thì là nó rơi kiểu như mình để một khay vào nó đóng đá thì cái này nó tự động nó làm hết, thì nó mình lấy đây hết nó lại khắc rơi xuống nó lại thành đá luôn. Thì thế rất người ta thiết kế này. Đây này có gì đặc biệt không? Là hành đắt này, cái mấy sợi này thôi mà chỉ tầm 100 khoảng 20 mấy ngàn đấy, cái sợi hành này đắt lắm, ăn hết rồi nhưng còn để thêm một chút nữa. Nên là rất là nhiều đồ đây. Còn bên dưới cái đồ bên dưới này là cái đồ đóng đông. Đông này có tôm nữa, còn trước mình mua đấy, cái tôm trước mình mua là nó giảm giá. Tôm này là 500 yên là 100 nghìn được 8 con, 100 nghìn được 8 con. Nhưng mà có từ bán ngạnh là mình giảm giá. Hôm mình đi cái chợ xa mà nó có giảm giá, xa phải đi tàu, không mình không đi xe đạp được, không đi bộ được á, nó đi xa đi tàu mất 30 phút mới đến được. Đó là nó còn nằm còn 50 ngàn được 8 con. Đó, bình thường nó không giảm giá thì nó cái này ấy, thực ra thì người ta giảm giá là người ta bán tươi ấy. Khi mà đến giả sử cái này nó chỉ 1-2 ngày hoặc là bán trong ngày thôi, mà khi đến chiều tầm tối mà không bán được người ta sẽ giảm giá. Đây giảm giá người ta mới đầu người ta giảm khoảng 20-30% đấy, 20-30% là xong người ta bán là 50% là đến cuối này, cuối giờ của ngày ấy. Nếu mà không bán được người ta sẽ vứt, người ta hủy, người ta làm khác thì người ta không bán nữa, còn sau cái hạn sử dụng ấy. Nhưng mà mình về đây thì mình đã đến đâu hết hạn mấy hôm rồi, nhưng mà mình cho đi đóng đá đó, những cái hạt tươi như trên cá này người ta cho đóng đá, mình mang về đóng đá mình cũng để đây mãi mình chưa ăn đến được. Cho đóng đá thì nó không ảnh hưởng, người ta bán kiểu đồ tươi sống mà. Cái này có gà này. Gà mình hay ăn, trước mình làm video về gà. Gà này rất rẻ, gà này tầm gà da ấy mà 60-70 nghìn một con này, một con gà cả con này. Con này thì đóng đá luôn, ăn đồ cả con luôn. Rất là nhiều, còn cái này còn cơ bản ớt. Có ớt xanh đây. Có dưới kia có túi ớt, ớt đây cũng đắp bạn. Một túi ớt nhỏ. Đây, của nó này là nửa hôm nay mình mua, thì mua ở cái này là mua ở người Nhật thì không, người ta bán kiểu khác cơ, bán kiểu cứt ớt khô. Còn ớt này mình mua ở trên cái chợ người Việt ở trên cái Tokyo á. Cái ớt này là 800 yên là khoảng mua của người Trung Quốc ở cái trên chợ đó, thì người ta bán Trung Quốc bán những đồ mà đồ hàng Việt Nam á. Đấy, thì ớt thì nó nhiều, nó đầy này, 8 nó khoảng tầm 60 gần 200 ngàn, 600-700 ngàn một được 8 lạng ớt này ăn được khá là lâu. À, này nói chung là sơ qua, nên nói hết thì nhiều quá. À, thì mình sẽ đặt đây. Trên đây là cái tủ lạnh bá. Mình vừa nói qua cái sơ qua về cái thực phẩm anh em mà đây, thì mọi người ở đây là ăn riêng hết. Những cơm thì những cái đồ mà thì anh em nấu chung, những cái đồ mà gia vị là chung hết, nhưng còn nước mắm là những cái đồ ăn này là riêng hết. Đồ ai mua thì để đó, và đến lúc ăn thì mình ra, bởi vì là mình không đi cùng nhau, không đi làm cùng nhau, không về cùng nhau, nên là mỗi người cùng một giờ ấy, mình không ăn cùng nhau, nên là tự nấu tự ăn thôi. Đấy, tự nấu tự ăn. Có khi nào có dịp cuối tuần hay lúc nào có liên hoan gì thì anh em tập trung lại ăn với nhau. Thì đây là cái video về khám phá tủ lạnh kết thúc đây. Chào tất cả các bạn, hẹn các bạn ở những video sắp tới. Và nếu bạn thấy hay, like và đăng ký kênh của mình. Ok, chào tất cả các bạn.